155 Trên thế gian này cái gì không sanh? Thưa Đại Đức, trên thế gian này, từ những bậc thượng đẳng như Đức Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác, Phật Thinh Văn Giác, dân dân, tuy được gọi là vô sanh, nhưng quả thật những gì ấy đã có mặt giữa thế gian, đã sinh ra từ thế gian. Dân, bần tăng đồng ý các đức chuyển luân thánh dương vua chúa chư thiên loài người đều được sinh ra như thế tâu dân nói rộng ra người có của hoặc người không có của là khổ hoặc vui là nữ hay nam có phước có tội vân dân, dân. tất thảy đều y như thế Câu dân chúng sanh các loại từ noãn sanh thai sanh thấp sanh quá sanh vân dân. cũng vậy nữa quả chạy loài không chân, hai chân, bốn chân hoặc nhiều chân. Các loại dạ xoa, ma da, cứu bàn trà, atula, càng thác bà, cẩn nà la, rồng, đại bàng, voi, ngựa, trâu, bò, lạc đà, lừa, dê, cừu, nai, heo, sư tử, cọp beo, gấu, chó sói, chó nhà, chó trừng, vân vân, hẳn cũng đều được sinh ra giống nhau. Dĩ nhiên rồi, rồi cả kim, ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, ngọc mani, hột xoàn, đồng đen, đồng đỏ, đồng trắng, đồng vàng, dân dân. Cho chí giải, gấm dốc, lụa là dân dân, cũng đều là vật được sanh. Tâu dân Ngoài những thứ ấy, có cái gì, có vật gì mà nó không sanh, thưa đại đức. Có ba cái không sanh Tâu đại dương. Xin kể nghe. Những vật có tâm lý, có tác ý, có sinh khí, có cảm giác là chúng sanh hữu tình đều là cái có sanh ra. Cho chí những vật được cấu tạo hữu cơ hoặc vô cơ, chúng sanh vô tình như thảo mộc hoặc đất đá vô tri dần dần vẫn, vẫn được sanh ra. Tất cả chúng phải nằm trong định luật già chết hoặc biến hoại tiêu diệt. Vậy cái không già, không chết, không biến hoại, không đổi khác, không được sanh ra trong thế gian Tâu đại dương. Hay lắm. Vậy cho trẫm nghe cái không sanh thứ hai. Tâu dân. Theo ngôn ngữ chế định, quy ước của thế gian thì gọi người voi gạo, ngọc, chanh, khế, vân dân. Nhưng theo đệ nhất nghĩa đế, thắng nghĩa pháp, siêu lý thì không có cái gì là người, voi hay ngựa cả. Vậy cái không phải người, voi ngựa, vân dân. Cái không thuộc ngôn ngữ chế định, cái siêu lý, cái đệ nhất đế, vân dân. Chúng không sanh ra, không bị sanh, không được sanh trong thế gian tâu đại dương. Thật di diệu. Thứ ba, tất cả hành đều vô thường, thay đổi, không bền vững vậy cái trường tồn chân thường vững bền chúng không sanh trong thế gian chúng không thể có mặt hiện hữu trong thế gian tôi đại dương đức vua đà tán tháng đại đức đã hé cánh cửa cho chậm thấy những pháp siêu thế thật cao siêu mầu nhiệm vậy rất tri ân đại đức 156 Bậc A-la-hán còn phạm giới Bậc A-la-hán còn si mê không đại đức. Tâu đã xa lìa hãng si mê rồi. Thế các ngài còn phạm giới không? Có đôi khi còn giới phạm tâu đại dương. Giới phạm do trường hợp nào? Lý do nào? Tâu, các bậc A-la-hán phạm giới thường là do vô tâm, vô ý hay không biết. Tất cả có bốn trường hợp. Thứ nhất, vô tâm vô ý hình thức thì có phạm nhưng nội dung tính chất thì không vì vị ấy không cố ý không tác ý thứ hai do không phải thời phi thời mà tưởng là thời thứ ba ngăn vật thật rồi mà tưởng là chưa ngăn thứ tư đồ dùng không phải dư mà tưởng là dư không phải xã mà xã Đức vua Milanda lắc đầu. Chậm không đồng ý như thế. Bốn lý do đại đức đưa ra có thể tóm thành hai lý do. Phạm giới do vô tâm, không lưu tâm, tức là không chú tâm, không chánh niệm, và tội do không biết là si mê. Một vị A-la-hán không thể nào si mê và thiếu chú tâm, thiếu chánh niệm được. Đại đức Na Tiên mỉm cười. Chí lý lắm, nhưng Đại Dương hãy nghe đây. Giới của Đức Thế Tôn đặt ra gồm có hai loại. Những giới thuộc về thế gian, tức là những giới nằm trong định luật nhân quả, có khen chê, có tội phước. Loại giới thứ hai, Đức Thế Tôn chế định chỉ riêng cho bậc xuất gia mà thôi. Những tội thuộc về thế gian gọi là Lokavacha. Những tội thuộc về giới chế định gọi là Panati Những tội thuộc về thế gian, ví dụ như thập ác nghiệp, cư sĩ hoặc tỳ khưu đều phải thọ trì. Những tội thuộc về giới chế định chỉ dành cho hàng xuất gia, ví dụ ăn sái giờ, nhổ cỏ, đạo đức, chân dân. Loại chế định này, cư sĩ không thọ trì, họ phạm không có tội, nhưng tỳ khưu phạm thì có tội các vị a la hán tuyệt đối không phạm các tội thuộc về thế gian ví dụ mười ác nghiệp nhưng các tội thuộc về chế định đôi khi vô tâm vô ý hoặc không biết nên phạm phải cũng là lẽ thường thôi đại dương đừng nên đem chuyện thiếu chánh niệm và si mê áp dụng vào đây xin đại đức giảng rộng hoặc ví dụ cho nghe về sự vô tâm vô ý hoặc không biết ấy tâu dừng Ví dụ có một vị A-la-hán trước đây là một nông phu. Vị ấy chỉ biết về pháp hành, giác ngộ, giải thoát. Ngoài ra vị ấy có biết gì nữa không Đại Dương? Vị ấy biết về gieo hạt, trồng tỉa, những chuyện liên quan về cày bừa, gặt hái, vân dân. Thế thì thiên văn địa lý, sử truyện, văn phạm, cứu pháp, dần dần, vị ấy có biết không? Dĩ nhiên là không biết, không biết ấy có phải là si mê không? Thưa cái biết ấy thuộc về kiến thức thế gian, thuộc về trí thế gian, không gọi là si mê được. Đúng thế, khi không thấy biết tham sân của mình, hành động theo tham sân, đắm đuối trong ngũ trần mới gọi là si mê. Vậy tại sao Đại Dương dám khẳng định vị A-la-hán không biết là si mê? Dân, chẳng biết mình sai rồi. Lại nữa, Ví dụ có vị A-la-hán, sau khi đi khất thật về, chánh niệm, tỉnh giác, lựa tìm một cội cây, vị ấy chánh niệm, tỉnh giác, soạn y bắt ra, chánh niệm tỉnh giác, độ vật thực, chánh niệm tỉnh giác, nhai nuốt. Sau khi ăn xong, vị ấy dọn dẹp rửa ráy, cất đặt cũng hoàn toàn chánh niệm, tỉnh giác. Cũng chánh niệm tỉnh giác vị ấy đứng dậy hoàn toàn không hay biết, hoàn toàn không để ý lúc ấy đã quá ngọ. Như thế, vị ấy dùng vật thật phi thời, quá ngọ, tức là phi thời mà tưởng là thời. Vị ấy đã phạm giới do vô tâm, vô ý không biết. Nhưng tâm thái hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, chứ đâu có lơ là, dễ vui, thất niệm hoặc si mê ở đại dương. Trẫm biết rồi. Ngăn vật thật rồi, mà tưởng là chưa ngăn. Y áo vật dụng không phải dư thừa mà xả đi cũng do vô ý, vô tâm như trên cả tàu đại dương. Dân Ngoài ra, còn rất nhiều điều vì ấy chưa biết nên thực hành sai, nói sai, phạm vào những giới cấm thuộc về chế định cũng là thường thôi chỉ có một điều vị ấy biết chắc chắn, đó là sự giải thoát và biết những gì mình đã kinh nghiệm qua, thực hành, học hỏi hay thói quen trước đây. Vị ấy không thể biết gì ngoài trình độ và sự chứng đắc của mình. Những gì biết về một thông, hai thông, ngũ thông, dần dần cũng vậy. Những vị thuộc lòng một tạng, hai tạng, ba tạng cũng y như thế. Sở học chứng đắc ngang đâu thì biết ngàn đó. Tất cả các vị A La Hán đều có sự khiếm khuyết về kiến thức, về tâm, về tuệ, chỉ có Phật toàn giác mới hoàn toàn mọi phương diện. Đại dương nên hiểu như vậy. Xin đại đức bi mẫn tha thứ cho những hiểu lầm của trẫm. Không có chi. 157 cái gì không do nhân, nghiệp, thời tiết sanh? Thưa Đại Đức, tất cả những gì được sanh ra trong thế gian này đều do nhân, nghiệp hay thời tiết. Đấy là điều mà Trẩm được học hỏi. Vậy thì có cái gì được sanh ra mà không do nghiệp, nhân hay thời tiết không? Có chứ, Tâu Đại Dương. Hư không và Niết Bàn không sanh ra bởi nhân, nghiệp hay thời tiết. Cái gì biết thì Đại Đức nói biết. Cái gì không biết thì Đại Đức nên nói là không biết. Chứ đừng nói những điều phản lại lời dạy của Đức Tùng Sư. Tại sao Đại Dương nói nặng lời với Bần Tăng như thế? Thưa, vì Đức Toàn Giác dạy rằng, đạo này là nhân sẽ làm cho thấu rõ Niết Bàn. Như thế, Niết Bàn là có nhân sanh hẳn hỏi, còn Ngài lại bảo Niết Bàn không do nhân sanh. Đại Đức Na Tiên nói, nhân làm cho thấu rõ niết bàn và nhân sanh niết bàn hoàn toàn khác nhau. Vậy nhân làm cho thấu rõ niết bàn thì Đức Thế Tôn tự nói đến hàng trăm nhân, hàng ngàn nhân. Nhưng nhân sanh niết bàn thì Đức Thế Tôn chưa bao giờ thuyết. Xin Đại Dương hiểu cho như thế. Đức Du Vi Đà không đồng ý. Đại Đức lý giải thật lạ lùng thế gian này là chỗ mê tối niết bàn là nơi giải thoát hoàng minh sáng làng. nếu không thể tạo nhân chỗ mê tối để đi đến chỗ sáng thì chúng ta tu hành để làm gì chúng ta muốn thoát khỏi chỗ tối này để lại rơi vào chỗ tối khác chăng chúng ta muốn lìa khỏi rừng gai rậm bích bụng này để rồi đâm đầu vào rừng gai rậm bích bụng khác sao cái cô ngài nói như là xác định không thể tạo nhân để đi đến niết bàn vậy Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Chính ví dụ của Đại Dương đã phản bác lý luận của Đại Dương rồi. Niết bàn nếu được sanh ra bởi nhân và do nhân, chính là chỗ tối mà tìm về chỗ tối, là rừng rậm bích bùn để đi đến rừng rậm bích bùn khác. Tại sao vậy? Tại vì gây nhân thì phải gặt quả. Và thế là dù khổ, dù vui, dù phước, dù tội, dần dần đã gây nhân là chúng ta phải sanh lại để thọ quả ấy. Cứ thế, chìm nổi mãi giữa luân hồi sinh tử, vào ra mãi nơi ba cõi sáu đường, không bao giờ thoát khổ được. Nếu ông nội sinh ra cha, cha sinh ra con, con sinh ra cháu, cháu sinh ra chắc, dần dần, thì cứ sinh mãi cho đến vô cùng tận. Nếu hột mầm sinh ra cây, cây sinh ra hạt, hạt nảy mầm, dần dần, thì nhân quả kia muôn đời còn tương tục mãi. Đại dương nên hiểu rằng đạo là con đường, đạo là bát chánh đạo, tức là con đường có tám chi. Đức Phật dạy rằng đạo là nhân làm cho thấu rõ niết bàn, lộ trình ấy sẽ thấy rõ niết bàn, sẽ giác ngộ niết bàn ấy ở trong tâm chứ không phải đạo là nhân để sanh quả là niết bàn. Bát chánh đạo tự nó là bát chánh đạo, tự nó không sanh ra cái gì cả. Phải có người thực hành, thực nghiệm, kiên trì, tinh tấn lên đường. Bát chánh đạo chỉ là bản đồ, là con đường. Quan trọng là phải theo bản đồ ấy để lên đường tàu đại dương. Trẫm đã lãnh hội lờ mờ, chưa rõ lắm. Mong Đại Đức giải thích thêm cho. Tâu dần Trước khi ví dụ, Đại Dương nên hiểu cho Niết Bàn không do nhân sanh, không phải là điều kiện kết hợp. Nó là nơi vắng lặng ái dục, là chấp thủ, nơi vượt ngoài lý luận và ngôn ngữ chế định của thế gian, là pháp siêu thế không thể nghĩ bàn. Dân, điều ấy thì trẫm cũng đã có học. Bây giờ trở lại ví dụ, có người muốn đi đến Hy Mã Lạp Sơn mà không biết đường. Đại dương đưa cho người ấy một bản đồ rồi chỉ bày cặn kẽ. Người kia nghiên cứu bản đồ ấy rất kỹ. Đi như thế nào, đường bộ, qua sông, núi lớn, núi nhỏ, thời gian, dần dần. Như thế nào, y đều kể danh nhách. tuy thế, người ấy không đi không lên đường thì có bao giờ người ấy thấy Hy Mã Lạp Sơn không Đại Dương. Thật không thể. Đúng vậy, có bản đồ trong tay, có đạo trong tay, nghiên cứu đạo rất kỹ nhưng không thể thấy rõ Niết bàn được, vì đạo ấy không phải là nhân sanh Niết bàn. Ồ, hay lắm. Có người khác cũng thấy. Nhưng sau khi Đại Dương trao cho bản đồ Y nghiên cứu rất kỹ, rồi với hành lý, vật thực, Y lên đường. Sau những ngày vất vả, Y lên được Hy Mã Lạp Sơn, thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn. Trường hợp ấy có thể nói, con đường là nhân sanh Hy Mã Lạp Sơn được chăng đại dương. Dường như không ổn, con đường chỉ là con đường thôi, như trường hợp thứ nhất ở trên. Trường hợp thứ hai, còn biết bao nhiêu là nhân khác, hành lý, vật thực, sự gian lao vất vả trải qua ngày đêm thiếu tất cả chúng đều không thể đến hy mã lạp sơn được thế ra đại dương cũng đồng ý có rất nhiều nhân dân đại đức nói đúng có rất nhiều nhân làm cho thấu rõ niết Bạn, nhưng không có nhân sanh niết Bạn. nhưng cộng tất cả nhân ấy có sanh niết bàn không hả đại dương chắc được chứ không đại dương lầm rồi. Cộng tất cả nhân ấy lại, chúng ta có thể thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn, chứ không thể sanh ra Hy Mã Lạp Sơn được, phải thế không? Ồ! Lại nữa, dĩ như có người bơi thuyền để sang bờ sông bên kia, người ấy bỏ thuyền lại, lên bờ, thấy rõ bờ kia, chứ đâu phải chiếc thuyền sanh ra bờ kia, phải không đại dương? Chắc hẳn thế rồi đạo là nhân sanh làm cho thấy rõ niết bàn chứ không phải nhân sanh niết bàn đại dương cũng nên hiểu như thế tàu dân niết bàn là vô di pháp không có điều kiện không có nhân sanh không có tạo tác đại dương nên hiểu như thế thế không thể nào ví dụ hay nói năng gì về niết bàn cả sao đại đức tàu có thể ví dụ có thể nói năng để gợi ý mở phơi, khái niệm về Niết Bàn chứ không thể ví dụ, nói năng, làm cho người ta thấy Niết Bàn đại dương. Tại sao lại như thế? Tâu, Niết Bàn ở ngoài văn tự, ngôn ngữ, nó không thuộc quá khứ, hiện tại hay bị lai. Chúng ta không thể thấy Niết Bàn bằng con mắt, nghe Niết Bàn bằng lỗ tai, ngửi Niết Bàn bằng lỗ mũi, Nếm niết bàn bằng cái lưỡi, sợ niết bàn bằng cái thân, biết niết bàn bằng cái ý Đại Dương. Trời đất, niết bàn không phải do dân sanh, không phải tự sanh, ở ngoài ngôn ngữ văn tự, nó không thuộc quá khứ, hiện tại vị lai. Chúng ta không thể biết niết bàn qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý được. Thế rõ là niết bàn không có rồi. Đại Dương khẳng định như thế là không được. Tại sao thế? ví dụ như đại dương ngồi đây nghiên cứu rất kỹ con đường đến hy mã lạp sơn nhưng đại dương không lên đường chỉ lý luận về con đường giảng nói về con đường lại còn nói rất rõ về hy mã lạp sơn nữa việc làm ấy có giúp đại dương thấy rõ hy mã lạp sơn chăng không đúng phải đến tận nơi mới biết được giả dụ đại dương đến rồi đã thấy rồi trở về Đại Dương có thể nói cho mọi người nghe để mọi người có thể thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn như Đại Dương đã từng thấy rõ chăng? Thừa chính họ cũng phải đến tận nơi thôi. Nói cách gì cũng không diễn tả hết được. Hy Mã Lạp Sơn hiện hữu sờ sờ ra đấy mà phải đến tận nơi mới thấy rõ được. Huống hồ Niết Bàn là pháp siêu thế, làm sao có thể biết được qua văn tự ngữ ngôn? qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý được đại dương. Tàu dần Niết bàn phải được chứng nghiệm bằng tâm, phải trải qua con đường thực hành chân chánh, lìa xa chướng ngại, ràng buộc, giới định kiên trì, thanh tịnh. Khi nào không còn nhiễm ô, cấu uế chấp trước, khi ấy ta sẽ thấy rõ niết bàn, tàu đại dương. Đồng ý thế rồi, nhưng Đại Đức đưa ra ví dụ Hy Mã Lạp Sơn là không tương hợp rồi. Mặc dù không thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn, nhưng ta cũng có thể nói sơ sơ về dài, ngắn, rộng, hẹp, to nhỏ, cây cối ở Hy Mã Lạp Sơn được kia mà. Thì ví dụ khác là gió. Gió trong thế gian này có lẽ không có đại dương nhỉ? Gió tại sao lại không có được? Thế đại dương có thể chỉ rõ cho bần tăng thấy gió có màu sắc, hình dáng gì, nó to nhỏ, dài ngắn, rộng hẹp ra sao chăng? Không thể được. Có thể sờ đụng bắt bằng tay được chăng? Cũng không thể. Vậy thì rõ ràng gió không có rồi. Gió có chứ. Đây nè. trẫm đang hít thở và cảm giác rõ ràng. Gió đi vô, đi ra nơi bụng phổi, cuốn phổi, lỗ mũi của trẩm. Nhưng tiếc thay, Trâm không diễn tả cho Đại Đức hiểu được. Cũng thế, Tâu Đại Dương, Niết Bàn cần phải được chứng nghiệm ở trong tâm, chẳng thể thấy nó bằng màu sắc hay hình dáng, chẳng thể diễn tả bằng ngôn ngữ hay văn tự được. Thế là rõ lắm rồi. Cảm ơn Đại Đức đã có quá nhiều ví dụ thiền xảo cho trẫm và người đời sau dễ lãnh hội.